Xin chào tất cả các bạn đã đến với Cô Ngọc Oanh để lắng nghe những câu chuyện cổ tích thật thú vị trước giờ đi ngủ của chúng ta nhé. Ngày hôm qua thì Cô Ngọc Oanh đã kể cho các bạn nghe câu chuyện về sự tích cái chổi rồi. Các bạn cũng đã biết được là ở đâu mà chúng ta lại có cái chổi lúa này, ở đâu chúng ta lại có cái chổi xẻ này, rồi vì làm sao mà chúng ta lại kiêng không quét nhà trong 3 ngày Tết nữa đó. Không biết là các bạn còn nhớ nhiều về câu chuyện này hay không? Nếu mà chưa nhớ được thì cũng không sao cả, bởi vì một lúc nào đó cô Ngọc Anh lại kể lại nhé. Hoặc là các bạn sẽ bảo bố mẹ mở lại chương trình của mình vào tối ngày hôm qua để có thể nghe được các bạn nhé. Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện về công và quạ. Bây giờ chúng ta cùng đến với câu chuyện này nhé. Công và quạ ở trong vườn đánh bạn với nhau. Tính tình mỗi đứa mỗi khác nhưng vẫn chơi với nhau được. Chỉ bởi vì hai cu cậu cùng xấu trai. Ngày ấy chàng Công cũng chưa có bộ cánh bảnh bao như bây giờ đâu. Công thì thô kệch, mắt thì hiếng lệch đi, cái đầu thì bé tẹo, cái cổ ngẳng thì lại dài nghêu ra, cái đuôi thì nặng như một cái quạt thóc đeo ở sau đít vậy. Mỗi khi mà xòe ra múa, trông cứ xám xìn xịt như là cơn mưa đến nơi rồi ấy. Còn quạ ta thì các bạn biết sao không? Đen như là cục than, không hót, không múa, đứng đâu thì cũng chỉ kêu quà quà, nghe mà đến buồn lây luôn ấy. Những con vàng anh này, con yểng, con sáo sậu, sáo đá, nhỏ mình nhưng mà có bộ mã thì thật là hợp mắt ưa nhìn. Mỗi khi cất tiếng cứ thánh thót như là hót, ai thì cũng thích lắm. Và thế là chả có ai bè bạn với Công và Quạ cả. Công và Quạ thì xấu mã, cả ngày quanh quẩn nấu mình ở trong bóng lá, những khóm lau tùm ở xó vườn, chẳng muốn đi đâu cả. Công thì có vẻ yên phận, thế nào cũng được. Nhưng Quạ thì nó tỏ ra hậm hực, ngày đêm băn khoăn, nghĩ cách làm sao để cho mình đẹp hơn. Quạ mới bảo Công rằng, đang ấy để ý mà xem. Cứ Tết đến ấy là có bác thợ vẽ về chợ làng bán tranh Tết. Tớ đã nghĩ được mẹo rồi, đến xin bác ấy ít thuốc màu để nhuộm lên lông cánh, chúng ta sẽ đẹp như tranh vẽ. Công gật đầu có vẻ thích lắm. Trẻ con trong làng thì đều mong Tết, năm nào cũng mãi chưa thấy Tết đến. Nhưng mà rồi Tết cũng đủng đỉnh tới thôi. Quạ và Công mới bay ra chợ, đậu trên cành cây, để ở cạnh chợ, ngé nghiêng, ngó xuống. Chợ đông người, hàng tranh càng đông, nhiều nhất là trẻ con. Tranh treo trên tường, tranh đang vẽ, trên chiếu thì la liệt các miên mực, những gói bột đủ thứ màu. Bác thợ vẽ thì bò ra chiếu, cắm cúi, múa bút, lúc tô, lúc vẽ, chẳng lúc nào ngơi tay. Bây giờ trông thấy mới biết khó lòng hỏi xin được thuốc vẽ. Quạ và Công chỉ mon men trên cây mà không dám xuống. Thèm quá, các màu thuốc tuyệt vời. Quạ và Công mê mẩn nấp trên cây ngắm từ xa. Buổi trưa, chợ mới vãn rồi. Bác thợ vẽ mới nghỉ tay, người chủ quán mới bưng mâm cơm đến tận chiếu để mời. Bác thợ vẽ gài cái bút lên mang tay, ngồi xếp bằng tròn, rung đùi khoái chí. Uống rượu xong thì ăn cơm. No say rồi, bác mới nằm gối đầu lên tệp giấy, chợp mắt ngủ một lát. Cơ hội đây rồi. Thừa dịp này, Quạ và Công liệng xuống, lẻn vào nháo nhác quắp trộm ít thứ các bột màu đi. Mỗi buổi trưa thì bác thợ vẽ ngủ, Quạ và Công lại già xuống tha đi một ít. Thỏi mực tàu này, một gói phẩm xanh này, bọc kim nhũ vàng óng ánh. Về đến góc vườn kín đáo, Quạ mới bảo Công, thế này chắc là đủ rồi, ta nhuộm thử đã, thiếu đâu rồi sẽ đi lấy thêm. Đằng ấy tùy ý mài mực và thuốc thế nào cho đẹp, để rồi tớ vẽ cho đằng ấy trước. Quạ mới nhanh nhẹn thu xếp, nhưng cũng là Quạ khôn lỏi mà Công không biết. Bôi màu cho Công trước, Quạ làm sau, có thể còn làm được đẹp mắt hơn. Quạ thì mới thành thạo chân bôi, mỏ quệt, khéo như bác thợ vẽ luôn. Màu xanh thẫm phủ lên đầu, quanh cổ của Công. Đôi mắt hiếng long lanh trên cái cổ ngẳng xấu xí, bây giờ thì biêng biếc xanh rồi. Công mới giơ cánh, xòe đuôi cho Quạ, tô từng khuyên tròn trắng mờ, lại óng ánh kìm nhũ nữa. Vỗ cánh bay thử nào, xoay đuôi quanh mình múa lên nào,
các màu ngũ sắc nổi lên như một bó hoa bay. Chàng công lại hóa ra thành điển trai, không ai còn nhận ra chàng công kém mã lúc trước nữa. Đến lượt công mới tô điểm cho quả, nhưng cả mấy gói phẩm thì đều đã hết rồi, chỉ còn cái bát mực tàu loãng, nước vừa mới mài. Quả mới bàn rằng, đằng ấy cứ bôi mực lên cả cho mình tớ đen sẫm đã, xong rồi đến trưa đi lấy các màu khác về vẽ tiếp cũng không muộn. Nhớ vẽ nhiều màu đẹp như tớ vừa vẽ cho đằng ấy nhé. Mặt trời mới vừa lên đến đầu ngọn tre, vẫn còn ối thì giờ, bác thợ vẽ chưa ăn cơm, chưa ngủ chưa đâu. Giữa lúc ấy thì một chàng quạo khoang mới bay qua, gọi to xuống. Quạ ơi, quạ! Các nhà trong xóm đương mổ lợn. Đấy, lợn nó khóc éo éo đấy, nghe tiếng chưa? Ta nhanh nhanh vào kiếm cỗ lòng đem về mà ăn Tết. Quạ ngước cổ lên mà nói. Xuống đây, thằng công vẽ cho cái khăn quàng màu lục, màu điều chứ mày để cái cổ trắng như chiếc khăn tang cả đời thế kia hay sao? Quạ khoang mà hét lớn lên. Không được, chậm chân thì chúng nó cướp hết. Hãy đi rồi về nhờ công vẽ cũng còn sớm chán. Nhưng mà gã quạ là chúa tham ăn các bạn ạ. Quạ mới nghĩ rằng, ừ, ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau, chén cỗ cái đã. Về rồi ta đi lấy trộm phẩm cũng vừa buổi trưa, lúc mà lão thợ vẽ ngủ. Quạ mới bảo với công rằng, đang ấy ở nhà mài mực nhé, chúng tớ đi lấy cái Tết về. Công vốn nhút nhát, không hôm nào dám đi lấy trộm phẩm một mình. Mà công ăn hoa quả, không ăn thịt nên cũng chẳng thèm thuồng gì cả. Công chỉ nói, nhanh lên nhé. Hai thằng quạ mới bay vào trong xóm. Ở các bờ ao đã kê ra những cái chõng mổ lợn. Trẻ con đợi lấy bong bóng lợn đem về chơi. Đàn chó đã trực sẵn dưới chân chõng rình đớp những miếng phổi lợn mà người ta vứt ra. Những con quạ, cả đàn diều hâu đã quanh quẩn đợi, hắng mà tranh từng miếng một. Các chõng người mổ lợn tới tấp, quạ đen và quạ khoang vào việc ngay. Phần nào nhặt để đống, những miếng lòng, miếng tiết nhỏ thì nuốt luôn. Đến lúc mà no lòi tù và sắp tắt thở vì bội thực thì mới sực nhớ đến công đương đợi ở nhà để đi lấy phẩm. Mặt trời đã xế lưng cây cau, quạ và công vội vã bay ra chợ. Nhưng mà chợ đã tan mất rồi. Bác thợ vẽ thì đã cất tranh vào bồ, quẩy về từ đời nào rồi. Mà hôm sau là năm mới, không còn chợ Tết nữa. Phải đợi sang năm, bác thợ vẽ mới lại về vẽ tranh bán chợ Tết. Quạ mới bảo công, có khi bác ấy về nhà trọ, mai mới đi cũng nên, chiều rồi mà. Quả nhiên bác thợ vẽ về nhà trọ thật, mai mới đi. Quạ và công trông thấy bác ấy nằm, hình như bác đã ngủ ở phần đầu hè, gánh bột màu thì đặt ở bên cạnh. Quạ mới bảo công, xuống ngay, tức cởi dây bồ, đằng ấy tha phẩm cho nhanh. Nhưng mà công lắc đầu, thân hình tớ sặc sỡ phẩm màu như thế này, xuống ăn trộm lộ ngay, tớ không xuống được đâu. Một mình quạ bay lẻn xuống, bác thợ vẽ mới nằm gà gà mắt. Bác chưa ngủ hay là bác ngủ mở mắt thì cũng chẳng biết, nhưng mà bác đã trông thấy quạ tha một gói bột màu. Bác thợ vẽ mới lấy chiếc đòn gánh, nện một phát, quạ bay vụt lên, hút chết. Từ đấy thì quạ đành suốt đời chịu thân mình đen chùi chũi như thế. Còn quạ khoang thì vẫn có cái cổ chít khăn tàng trắng loang lổ. Chỉ có chàng công thì đẹp lộng lẫy khác trước thôi. Các bạn thấy câu chuyện có thú vị không? Ở một bản khác nữa thì các bạn có biết là vì sao mà quạ lại bị đen như thế hay không? Có một câu chuyện khác cũng kể rằng cũng là quạ và công đi ăn trộm màu như vậy đó. Thế xong rồi, sau khi mà vẽ cho công xong rồi, đến lượt quạ. Công đang vẽ cho quạ thì cũng có đồng loại mới tìm đến rủ đi đụng lợn. Mà quạ thì rất là tham ăn, sốt ruột quá. Cho nên sau khi mà rủ công không được thì mới vội vàng nhảy luôn vào cái bát mực đen mà đang mài ở đó. Thế là thôi, cả người quạ thành màu đen suốt luôn. Câu chuyện nào cũng hay phải không hả các em? Cái tính vội vàng, cái tính háu ăn đó, đôi khi thì thật không tốt một chút nào cả. Ngày mai vẫn còn rất nhiều câu chuyện hay nữa. Bây giờ chúng mình đi ngủ để ngày mai lại tiếp tục lắng nghe những câu chuyện khác nữa các bạn nhé.